quý vị và các bạn. Đây là một đọc sách do Nguyễn Đình Toàn và Hồng Ngọc phụ trách. Trong buổi phát thanh hôm nay, chúng tôi đọc và giới thiệu cùng quý vị và các bạn cuốn biên khảo Sử Trung Quốc của Nguyễn Hiến Lê, sách do nhà văn nghệ ở Cali ấn hành. Học giả Nguyễn Hí Lê đã qua đời tại Việt Nam năm 1980. Sử Trung Quốc là tác phẩm cuối cùng của ông. Nghe nói ông có ý định viết cuốn Sử Trung Quốc từ lâu, nên đã lưu trữ, ghi chép các tài liệu sưu tầm được để làm công việc này. Nhưng sau 75, phần vì lý do sức khỏe, phần vì thất vọng đối với chế độ cộng sản, Nguyễn Hiến Lê quyết định hưu trí không viết nữa. Trong một lần dọn dẹp tủ sách. Ông thấy lại bản ghi chép cuốn sử Trung Quốc này, đọc và thấy tiếc nên ông đã sửa chữa và giao cho thân nhân giữ. Vì thế, nhà văn nghệ của ông Võ Thắng Tiết mới được dịp xuất bản tác phẩm này. Sách dày trên 800 trang, đóng bìa cứng, ghi chép về toàn cảnh lịch sử Trung Quốc từ cổ đại tới hiện đại 1982. Trước đây, trong thư tịch của chúng ta đã có hai cuốn Trung Hoa Sử Cương của Đào Duy Anh và Trung Quốc Sử Lược của Phan Khoang. Nhưng đúng như hai chữ Cương và Lược, người ta cho rằng hai cuốn sách của Đào Duy Anh và Phan Khoang chỉ giúp các học sinh trung học có thêm một số kiến thức đại cương và sơ lược về sự Trung Quốc. Công trình của Nguyễn Hiến Lê, theo đánh giá của nhà phê bình Nguyễn Mạnh Trinh, đã phát thảo, được diện mạo của chiều dài lịch sử và trình bày cặn kẽ các sự kiện quan trọng trong suốt một không gian thời gian dài từ những sử liệu và chứng cứ có tính cách khoa học lịch sử được đào sâu để khám phá bề dày của nó từ nền văn minh cổ kính nhất và lâu dài nhất của nhân loại. Nhà xuất bản văn nghệ một trong những nhà xuất bản có uy tín nhất đối với các giới Việt Kiều ở khắp nơi trên thế giới, cho biết tuyển tập truyện ngắn và thơ của Phùng Cung, một nhà văn sống và chết ở miền Bắc, và cuốn sử Trung Quốc của Nguyễn Hiến Lê, một nhà văn sống và chết ở miền Nam, sẽ là hai cuốn sách sau cùng nhà xuất bản văn nghệ ấn hành trước khi ngừng hoạt động hẳn. Phùng Cung là người cho đến lúc chết chưa có một tác phẩm nào được xuất bản. Nguyễn Hiến Lê thì sau biến cố 75 sách của ông đã bị cấm lưu hành rồi có lúc lại được cho lưu hành trở lại và sự kiện đã được dùng như một bằng chứng chứng tỏ chính sách công bằng và cởi mở của nhà nước đối với chung nền văn nghệ miền Nam cái gì có giá trị cần giữ lại đã được giữ lại trên thực tế chỉ duy nhất có sách của Nguyễn Hiến Lê được giữ lại và điều này tự nó khẳng định một việc khác đó là tất cả những gì còn lại không có giá trị gì hết họ làm như thế để mọi người hiểu như thế chứ không nói thẳng ra như thế làm việc gì người cộng sản cũng thường làm theo cái cách dành chỗ để nói lại dù nói lại thường cũng chỉ là để nói dối thêm một lần nữa họ cũng thường dùng chính sách tỏ ra tin tưởng người này để đe dọa người khác gây nghi ngờ chia rẽ để dễ bề kiểm soát đàn áp trong bộ hồi ký của mình, viết sau 75, ông Nguyễn Hiến Lê cho biết, ông trải qua nhiều chế độ, ông công khai nhận rằng ông có cảm tình với kháng chiến, với cộng sản. Nhưng sau khi cộng sản chiếm xong miền Nam, ở với cộng sản ít lâu, ông sững sờ cho rằng chưa từng có thời nào tệ như thế. Đó là bài học thực tế, ông Nguyễn cho rằng bản thân ông và có lẽ đến 90% người miền Nam đã rút ra được sau 1975. Bộ hồi ký của Nguyễn Hiến Lê cũng được coi như cuốn sử ông viết trực tiếp về những biến cố xảy ra trên đất nước gần một thế kỷ qua. Sau đây là một đoạn có thể coi như sử của người viết sử Nguyễn Hiến Lê. Một cán bộ cao cấp, chủ nhiệm hay phó chủ nhiệm một tờ báo nọ có lần bảo tôi tờ báo của ông ta có non một trăm nhân viên trước ngày 30 tháng 4 75. Một tờ báo như vậy chỉ có vài chục nhân viên mà lại nhiều trang, nhiều bài hơn. Dư người rồi. Vậy mà 6 tháng sau, khi ông ta giao tòa soạn cho một cán bộ khác, thì số nhân viên đã tăng lên tới 170. Có những ký giả tới tòa soạn mà chẳng có việc gì làm, nói chuyện láo một lúc, sửa một cột ấn cào, rồi đi dạo phố hoặc về nhà tự thẹn vì mang tiếng ký giả mà cả năm không hề viết một hàng cho tờ báo công sở nào cũng vậy nhân viên đông gấp năm số cần thiết và ngân sách chỉ đủ trả lương nhân viên không còn làm được việc gì khác trong một xã hội như vậy con người dễ mất hết nhân phẩm hóa ra đê tiện tham lam bất lương nói láo không còn tình người gì cả cách cư xử của các con người như thế mới thật dễ sợ. Gửi họ mang tặng một người ở Hà Nội một quyển sách. Họ giữ lại 5-6 tháng, vợ chồng, con cái, bạn bè coi cho hết lượt. Họ mới đem lại cho người nhận sách. Có khi họ lấy luôn. Nhắc họ, họ bảo thất lạc để kiếm. Mà ba người nhận sách thì chỉ có một người cảm ơn. Ông Nguyễn Hiến Lê cho biết thêm. Một nhà văn đất Bắc làm cho một tờ báo nọ nhờ một nhà văn trong Nam viết bài, hứa sẽ trả bao nhiêu đó. Viết rồi, đưa họ, họ đăng, nhưng ký tên của họ rồi đưa cho nhà văn trong Nam nửa số tiền nhuận bút thôi, còn giữ lại một nửa, vừa ăn cá phan, vừa ăn chặn tiền, chưa bao giờ miền Nam có bọn cầm bút bần thỉu như vậy. Sử Trung Quốc không biết có phải đã là tác phẩm sau cùng của Nguyễn Hiến Lê chưa? Vì biết đâu trong đống tài liệu của ông để lại vẫn còn có những cuốn ghi chép mà thành tương tự như cuốn Sử Trung Quốc. Người đọc chia sẻ những nhận định của nhà xuất bản về ông Nguyễn Hiến Lê sau đây. Sách của ông viết đã giúp ích nhiều thế hệ thanh niên trong nước. Sách của ông viết lại đuổi theo chúng ta trên bước đường lưu vong. Thân xác ông đã vùi xuống quê hương miền Nam, nhưng tác phẩm của ông, tâm hồn ông vẫn hướng về chúng ta sự lầm lẫn trong đời ông cũng hướng về chúng ta mà bộc bạch Percent Ashitaba hân hạnh giới thiệu hai sản phẩm trà Ashitaba và bột dinh dưỡng Ashitaba 36 Energy Booster đặc chế từ lá cây Ashitaba, một dược thảo hiếm quý trồng từ đảo Hachijo Nhật Bản có khả năng điều hòa huyết áp và lượng đường trong máu, giảm cholesterol, thanh lọc máu huyết, giải độc cho gan, giúp ngủ ngon, chống lão hóa, tăng cường sức mạnh của hệ miễn nhiễm, giảm nguy cơ mắc bệnh nan y kể cả bệnh Alzheimer. Bột dinh dưỡng Ashitaba 36 Energy Booster, một thành tựu của nền công nghệ thực phẩm tiên tiến Nhật Bản, gồm 36 loại dược thảo đặc biệt như sâm Hoa Kỳ, sâm Siberia, trà xanh nấm linh chi bạch quả hoa cúc mè đen và nhiều loại hạt có đầy đủ dưỡng chất là một thực phẩm bổ dưỡng muốn ăn lý tưởng và an toàn cho mọi lứa tuổi giúp giảm cân một cách tự nhiên cho những ai cần diet xin gọi 1888 2047749 hoặc ghé trang nhà tự lực com